ăn mình chà cái dây qua để mình nốt được hai cái kia, một cái đó nhanh mình mé được cái nhánh kia thì bắt đầu đúng cái phụ luôn, rồi mình treo cái phụ qua cái đây. Thì là bạn có bạn leo lên đấy mấy cái đồng đường to hơn trên kia. Thằng cái hồi dùng cái thế để treo những cái nhánh cây đó luôn, treo cái thuận bên kia về đây. Đây có cái nhà tắm rồi. Hết đứa nào leo cái đó. Sang leo móng hả? Cái này hoành thắng bao nhiêu ba? Cái này là cái đâu leo? Mấy móng leo? Đây này hả? Tròn đáng. Mình khoảng 280 quanh. Khoảng 280. Thấy nó nhiều xíu à. Cái này ba đó khoảng bao nhiêu năm? Không biết được đâu, này vì cây có khi nó ở trong cái chỗ mà đất không có đủ để ăn, hoặc là nó tranh đua với mấy cây khác, hoặc là đất càng cỗi thì cây nó sẽ lâu lớn hơn. Dạ. Còn chỗ mà đất màu mỡ nhưng mà có đủ nước nhiều chứ mà nó trống trải không có dành giữ cây nào ăn thì nó một mình thì nó sẽ lớn nhiều. Dạ. Như cây đó với cây này ba cây trồng một lượt mình mà nó đâu có giống nhau. Dạ. Nó khác hết, con cái con gì lúa bự hơn nếp, con lớn hơn gạo, con toàn thì lớn hơn con cám tắm gì đó. Con biết đông có không nhớ nó nằm nhớ quên luôn rồi. Đây còn dây ba chưa mở sao ba leo anh còn ơi, lại cắt những cái đồng dây anh còn ơi. Đồng dây sao nè? Dây kia gàng qua cái nhà tắm. À, dây bên đó hả? Ở trên này có gì cắt những cái đồng dây kia. Đồng dây dùng chắc. Nhưng mà nó thải ra nè, thải ra thành mọc. Cái dầu này với đang cuộn lấy móng leo leo chết được mà. Ừ, khỏi đi. Đường sao quên hai ông quên. Hôm nay là chỗ hai
tầng hôm nay sử dụng tới hai cọng dây bảo hộ, một cọng cũ và một cọng mới. Đây là lên tràn qua những cái nhánh cây. Dính giấy dưới đó thôi.
kê vô quê để chỉ gì chú đâu còn đó. Yeah.
Oh.
Đậu cái này cái hầm này kéo cái kia xuống nước gì à? Ah.
này đi, nó rẻ này cái gì. Nước trà thì nước đi, lấy uống kia thôi. Nay sang thời gian dữ vậy. Quá ghê đi. Cái anh mừng quá, anh lì xì cho 100 ngàn. Anh phải giống 2 tàu luôn hả? 2 tàu luôn hả? 2 tàu luôn hả? Ờ, công việc thôi, cảm ơn anh nhớ. Đây là, này giống như là ba xì. Ờ, con này giống gì? Ta lì xì hả? Không mừng quá, cho được 200 ngàn. Thank you.
cho cái quay vậy. Đây là chân gà nó canh lá giang hả? Thịt gà, lá giang, chân gà, chân gà. Cái này ba của Hoa đi hả? Dài tóc dài quá dảnh dảnh. Cô vô mà ăn chung luôn cô. Chào. Chào. Chúc. Dạ.